Người mà Duy Ngô Nhĩ mà cũng như là anh Trọng và Linh Nga đã gửi tới quý vị trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì hôm nay đây là bản tin vừa liên quan tới Bắc Kinh vừa liên quan tới phía Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng vẫn đưa vô cái phần tin của thế giới. Đó là việc là Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức thông qua cái dự luật là trừng phạt những giới chức của Trung Cộng có liên quan tới vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Như vậy là quý vị biết là Hoa Kỳ giờ đây rất là mạnh tay về vấn đề đối với Trung Cộng. Trong cái tuần vừa qua thì quý vị biết là Hoa Kỳ, Lưỡng viện Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump đã cùng thông qua một cái dự luật mới gọi là nhân quyền của Hồng Kông đó thưa quý vị. Thì cái việc đó đã khiến cho Bắc Kinh vô cùng giận dữ và Bắc Kinh hứa là sẽ trả thù, nhưng hiện nay chưa biết là trả thù được cái gì, mới chỉ ngăn cấm được binh sĩ của Hoa Kỳ tiến chân vô Hồng Kông mà thôi. Và hôm nay thì Hạ viện Hoa Kỳ chính thức thông qua một cái dự luật kế tiếp có liên quan về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Và cái luật này thì phía Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ chính thức loan báo là sẽ chính thức trừng phạt những cái giới trách của Trung Cộng về vấn đề này. Đúng rồi, chúng ta cũng thấy đó là bên mới đây cái nghị quyết bên Thượng viện cũng như là Quốc hội cũng như Tổng thống đã ký đó thì đã là một cái ông Tập đã nổi cơn lôi đình, nhưng mà bây giờ lại thêm một cái là Quốc hội sẽ quyết định, sẽ ra hẳn cái nghị quyết, tức là sẽ kết án, lên án cái vụ mà họ cứ coi như là đàn áp cũng như là muốn tiêu diệt hẳn cái nhóm mà Duy Ngô Nhĩ, cái nhóm Hồi giáo đó, nhóm thiểu số đó. Thì cái hai đảng đều đồng ý, và ở trong cái Quốc hội với cái số con số quý vị cũng hiểu là tới 407 mà chỉ có một vote chống lại thôi, là các cái vấn đề vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng, gross, rất là trắng trợn chống lại những người Duy Ngô Nhĩ, và kêu gọi là phải chấm dứt ngay những cái trại tập trung cũng như là những cái hình thức tra tấn làm phiền cho những người Duy Ngô Nhĩ mà chúng ta cũng đã biết trước đây. Cho nên Bắc Kinh hôm nay đã rất ồn ào phản đối cái đó và cho rằng là mọi hình thức mà Mỹ muốn can thiệp vào cái nội bộ của chúng tôi, của nước Trung Quốc, đặc biệt là những cái chuyện mà rất là nhạy cảm, đó là cái vùng của Tibet, Tây Tạng cũng như những vùng Tân Cương và những vùng khác nữa mà họ cho là Hoa Kỳ đã một hình thức xúi dục để những cái người này nổi lên và làm gây những bất ổn. Thì phát ngôn viên cũng của Bộ Ngoại giao cũng cho biết là nhấn mạnh là những cái cố gắng của quý vị đó, họ cho là Hoa Kỳ cố gắng để mà giấy động lên đó, sẽ không bao giờ thành công đâu. Chúng tôi sẽ có những biện pháp, và khi quý vị làm một cái bill như vậy, một cái dự luật như vậy đó, thì sẽ đưa lên Senate và từ từ sẽ thông qua chính thức đó, thì chúng tôi cũng không ngồi yên. Tôi sẽ có những cái để đáp trả lại quý vị, và chúng tôi sẽ không ngồi yên, cũng như là cái vụ mà quý vị đã thúc đẩy cái Hồng Kông đó, làm cho cái cuộc mà biểu tình nổi loạn, ồn ào trong hơn 5 tháng rồi, thì bây giờ đây cũng là một lần nữa sẽ làm, chắc chắn là sẽ làm tổn hại cho cái tiến trình mà giữa hai bên trong khi đang có cái cuộc thương chiến. Đó là họ hăm như vậy đấy thưa quý vị. Thì thưa quý vị, với cái việc là Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm nay chính thức thông qua một cái dự luật mới, thì chúng ta có thể tạm gọi mới với cái tiếng Việt, chúng ta tạm dịch như là cấm cái luật, là cái dự luật này là dự luật cấm giam giữ và tra tấn cái người Duy Ngô Nhĩ. Thì đây là cái luật mà phía Hoa Kỳ họ đã đưa ra cái luật này để mà bảo vệ cho cái người cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ mà đang bị đàn áp vô cùng tàn bạo tại Trung Cộng hiện nay, ở những cái cơ sở cải tạo mà phía Trung Cộng gọi là cải tạo tư tưởng thưa quý vị. Chúng ta không hiểu là cải tạo tư tưởng nó có nghĩa là gì nữa, một cái từ rất là tối nghĩa và khó hiểu, nhưng mà Trung Cộng thì lại đưa ra cái lý do là đưa những người này vào cải tạo tư tưởng bởi vì họ cho rằng cái cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ là một cộng đồng người cực đoan. Nhưng họ không chứng minh được là người Duy Ngô Nhĩ là cực đoan ở điểm nào. Họ bắt những người Duy Ngô Nhĩ nhiều khi chỉ vì là những người này thực hiện một cái text message, một cái tin nhắn cho một người ở ngoại quốc thì cũng bị bắt và cho vào trại cải tạo tư tưởng. Thì quý vị thấy đó là một sự mà crazy, là hoàn toàn là mất trí. Và chính chính quyền của Trung Cộng mới có vấn đề về tư tưởng chứ không phải là những người Duy Ngô Nhĩ. Thì quý vị cũng thấy rằng là cái dự luật thì đã kêu gọi trừng phạt rất là nhiều những cái giới trách của Trung Cộng liên quan tới vấn đề về người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt trong đó có tên của cái ông có tên gọi là Chen Guanggu. Ông này là bí thư Đảng Cộng sản ở cái khu tự trị Tân Cương mà trực tiếp ra tay là bạo hành những người Duy Ngô Nhĩ ở đây. Thì hiện nay cái dự luật này vẫn cần phải
được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và Tổng thống Trump thông qua, cũng giống như cái dự luật về Hồng Kông vậy đó, thưa quý vị, phải được lưỡng viện cùng thông qua rồi đệ cái đơn đó lên Tổng thống thông qua rồi Tổng thống mới ký và ký thành luật được. Thì hiện nay mới có Hạ viện thôi và còn chờ Thượng viện và chờ Tổng thống Donald Trump nữa. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày hôm nay lên tiếng vô cùng giận dữ. Quý vị biết là vừa mới giận dữ tuần vừa rồi về cái luật về Hồng Kông, hôm nay lại tiếp tục là nổi khùng lên về cái luật liên quan tới vấn đề về người Duy Ngô Nhĩ. Thì cái phía của Bộ Ngoại giao Trung Cộng họ nói rằng là Hoa Kỳ sẽ phải trả giá, chúng tôi sẽ trừng phạt Hoa Kỳ về vấn đề này. Tuy nhiên chưa nói ra được là sẽ trừng phạt theo cái cách như thế nào, thực sự khó đó thưa quý vị. Thì phía Trung Cộng cũng nói rằng đây là vấn đề nội bộ, Tân Cương là vấn đề nội bộ của Trung Cộng, không, Hoa Kỳ không được dính tay vô. Nhưng for sure thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ ký thành luật liên tiếp từ Hồng Kông cho tới vấn đề về người Duy Ngô Nhĩ. Thực được biết là dự luật đã được thông qua với 407 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống duy nhất. Như vậy là hoàn toàn gần như 100% tất cả các thành viên của Hạ viện đã thuận chí là đưa cái luật này thành luật. Họ nói, xin lỗi chúng mình nha, là họ nói là thưa quý vị, trong những cái trại tập trung này đó, nói thì hay lắm, là một cái chỗ như là học tập á, nhưng mà kỳ thực họ nói là vào đó là họ kể như là bị tẩy não, học những cái học thuyết của communist, của cộng sản, và hô hào những khẩu hiệu, cũng như phải tham dự những cái lớp mà kết án những cái những người mà có tôn giáo, bất cứ mọi tôn giáo nào, kể cả đây là nhóm này Hồi giáo, là coi như là lạc hậu cũng như là có hại, và họ truyền bá những cái tư tưởng mới, bắt phải nghĩa là truyền bá cái văn hóa của người Trung Quốc thôi, và tất cả những cái dân tộc thiểu số Tân Cương hay là Tây Tạng đều bị họ từ từ họ dẹp đi hết. Thì nhân những người này muốn tố cáo là vì chúng tôi coi như bị coi như là mất gốc đó, họ muốn tẩy rửa hết coi những cái thanh trừng chủng tộc mà bữa trước chúng tôi đã có bàn qua. Cho nên là đây không phải là những cái như họ nói là những lớp học tập chính trị, mà họ nói thì cái từ thì nghe hoa mỹ lắm, nhưng bên trong thì thực là một cái trại tù mà tất cả đều phải chịu những cái cảnh đau khổ. Và họ nói họ đói, bị đói thường xuyên, bỏ đói thường xuyên, đó cũng là một cách để áp lực, đó là một cách họ dùng cái trận chiến bao tử đó để mà áp lực bắt tất cả phải thuần phục. Thành ra là những cái người Duy Ngô Nhĩ họ đang kêu ca vì những cái đó, mà hiện giờ cái dự luật nếu mà tung ra được đó thì cũng là một điều tốt, cho ít ra là Bắc Kinh phải lưu ý, cũng như Hoa Kỳ hiện giờ cấm những người này không được du lịch, cả những nhân viên cao cấp của Trung Quốc sẽ không được đi một cách dễ dàng, cũng như là ngay cả vấn đề nhập cảng những cái thiết bị trước đây có những cái thiết bị mà tương đối về kỹ thuật rất cao đó, thì vẫn có một số cái là Hoa Kỳ cho phép, nhưng mà nếu mà họ cảm thấy mà với cái tình hình này không cải thiện đó thì Hoa Kỳ có thể cấm ngặt tất cả, có nghĩa là họ sẽ không mua được những cái đồ gì để mà có thể thiết bị để trang bị cho những cái cơ sở đó. Đó là cái bản thông báo chúng tôi đọc được như vậy. Thì thưa quý vị, thực ra cái vấn đề người Duy Ngô Nhĩ thì không phải là họ kêu ca, mà là họ thực ra là bị bạo hành. Và họ bị phía chính quyền Bắc Kinh là tìm mọi cách để tẩy não, và thậm chí là đưa tới vấn đề nó có thể liên quan tới vấn đề gọi là diệt chủng thưa quý vị. Bởi vì tại sao mà Liên Hợp Quốc, nhiều hơn 20 quốc gia đã ký một cái văn bản để đệ lên Liên Hợp Quốc trong cái thời kỳ vừa qua có liên quan tới vấn đề này, chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ chỉ là một cái quốc gia mà họ luôn luôn, chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một nước gia đưa cái quyền, cái freedom và human right lên hàng đầu địa cầu hiện nay. Nên Hoa Kỳ nhân danh cái điều đó mà đã ra một cái dự luật của riêng quốc gia mình liên quan đến vấn đề này. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ rất mạnh tay, và không riêng gì Hoa Kỳ mà hơn 20 quốc gia khác đã đệ trình một cái bản khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về vấn đề của Duy Ngô Nhĩ. Bởi vì với cái việc Bắc Kinh hiện nay đang tàn phá cái văn hóa và cái hệ thống của người Duy Ngô Nhĩ, cùng với việc đó thì họ dần dần tẩy não tất cả những cái lớp trẻ của người Duy Ngô Nhĩ để biến họ trở thành người Hán. Và người lớn thì không tẩy não được thì sẽ tìm cách là cho bị tâm thần hết. Và diệt, gọi là không cho cái sanh nở được nữa. Phụ nữ mà lớn rồi đó thì cho tống hết với chạy ra, mỗi một ngày trích cho một liều thuốc cho vô sinh luôn thưa quý vị. Không sanh con được nữa. Và vừa không sanh con được, sau khi ra khỏi tù thì cũng bị tâm thần luôn. Thì thưa quý vị, đó là một trong những cách mà chúng ta thấy rằng đó là sự diệt chủng. Bởi vì họ không cho những người Duy Ngô Nhĩ sinh con thì đó là diệt chủng. Và làm cho những người lớn không tẩy não được bị tâm thần thì đó cũng là diệt chủng. Và trẻ em thì bị tẩy não hoàn toàn, thì họ tìm cách là xóa sổ cái cộng đồng người này ra khỏi cái lãnh địa của họ.
Thì thưa quý vị, đó là một cái vấn đề mà nó vô cùng nặng nề, chứ nó không phải chỉ là, và rất là nguy hại, chứ không phải là một vấn đề đơn giản như chúng ta nói. Nó không phải chỉ là đơn giản là người này bắt nạt người kia, đây là vấn đề là xóa sổ một dân tộc ra khỏi cái map của địa cầu. Thì đây là một trong những vấn đề mà người Mỹ và Liên Hợp Quốc không bao giờ họ chấp thuận, và những người bảo vệ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ không bao giờ chấp thuận trong việc đó. Mà Trung Cộng hiện nay thì đang giơ cái bàn tay máu của mình để thực hiện cái việc này. Thì thưa quý vị biết rằng là cái dự luật, người ta nói rằng mục đích của dự luật ra đời là để giải quyết các cái vi phạm thô bạo về quyền con người được công nhận trên toàn cầu, trong đó có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ. Và cái dự luật thì chúng ta biết nó sẽ làm leo thang những cái căng thẳng lên tới cực điểm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sau khi hàng loạt vấn đề về cuộc chiến thương mại, rồi đến vấn đề Hồng Kông. Và dự luật về Hồng Kông vừa ra đời cuối tuần qua, và giữa đây là một dự luật mới vừa mới hình thành và sẽ được thông qua. Thì đó là những cái mà nó sẽ gây nên những cái mối căng thẳng vô cùng căng thẳng nữa giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và các cái tổ chức nhân quyền họ nói rằng là hàng trăm ngàn người Hồi giáo, người Duy Ngô Nhĩ hiện nay đang bị giam giữ trong các cái khu vực gọi là trại, mà phía Trung Cộng gọi là trại cải tạo tư tưởng hay là trại mà việc làm nữa. Và được canh phòng cẩn mật khắp Trung Cộng, những người này thậm chí là còn bị bịt mắt này. Rồi ở những xung quanh những cái trại này có hàng rào dây thép gai, có radio mỗi ngày. Và họ bị giam giữ, quý vị thấy hình ảnh này thì Linh Nga thấy là giống như hình ảnh trong những cái trại tập trung của người Do Thái thời mà Nazi đấy thưa quý vị, mà phát xít Đức, nó giống nhau lắm, nó không khác gì cả. Thì quý vị thấy rằng là Trung Cộng giờ đây đã trở nên như vậy hay sao, đã trở thành một cái Đức Quốc xã thứ nhì hay sao? Bởi vì cái việc mà họ đàn áp hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ này với những cái hình ảnh mà quý vị đang thấy trong những cái hàng rào dây thép gai mà có điện từ, thưa quý vị, là chỉ cần mà em nào mà bỏ ra mà leo lên đó là bị giật chết ngay. Nó không khác gì những cái trại tập trung của người Do Thái những cái thời kỳ 1931-1945 của cái thời Đức Quốc xã Nazi. Thì ở đây quý vị cũng thấy rằng là cái hành động này của Trung Cộng và giờ đây phía Hoa Kỳ mà ra một cái luật như vậy, cũng như Liên Hợp Quốc lên tiếng là còn rất là nhẹ nhàng. Vì họ cũng muốn để cảnh báo cho Trung Cộng biết là hãy dừng lại ngay cái hành động mà rất là chúng ta thấy rõ rằng là mang tính chất là diệt chủng. Và không khác gì cái hành động của phát xít Đức với những người Do Thái, vì quý vị biết là 6 triệu người Do Thái bị giết hại hàng loạt, và 5 triệu người cộng đồng khác cũng bị giết hại, không phải là người Do Thái. Và đây là họ đã 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong cái vấn đề này. Thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày hôm nay họ lên tiếng cho biết rằng là Hoa Kỳ phải ngừng ngay tất cả những công việc can thiệp nội bộ của Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng biết rằng là Trung Cộng đã bị Hoa Kỳ bóp gáy rồi đó thưa quý vị, không có thoát ra khỏi cái vụ này. Thì Trung Cộng đó, gần đây thì phía Linh Nga, thì bản thân Linh Nga thấy rằng là những cái luật mới ra của Hoa Kỳ liên quan tới luật về Hồng Kông, nhân quyền của Hồng Kông và luật về người Duy Ngô Nhĩ là rất đáng ủng hộ. Và chúng ta mong rằng là cái luật này sẽ sớm được lưỡng viện cùng thông qua và Tổng thống ký thành luật, để cho cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ được trở về quê hương bản xứ của họ, được là cái dân tộc của họ và có cái quyền tự trị của họ, và không có bị một cái quốc gia mà dùng một cái quyền, một cái sự tham vọng, cái mộng bá chủ toàn cầu để mà tìm cách xóa sổ họ ra khỏi bản đồ như vậy. Đó là rất là sai trái. Thì khi mình đọc á, chúng tôi hơi ngạc nhiên là cái Linh Nga, khi mà mình đọc đó, mình tưởng hồi xưa những tay mà khát máu nhất á, Hitler rồi Stalin vân vân, thì trong đó Mao Trạch Đông á, với là cái người mà giết nhiều nhất, chúng tôi đọc mà một cái thống kê là cái người mà giết nhiều nhất, nhiều mạng người nhất chính là Mao Trạch Đông, thưa quý vị. Tức là người Trung Quốc họ rất thâm độc, cho nên đôi khi họ hô hoán như vậy, vừa đánh chống vừa đánh cướp thôi. Chứ thực ra đúng là cái đạo luật như vậy thì chắc chắn làm cho những người Duy Ngô Nhĩ cảm thấy có hy vọng. Tức là mình không bị tận diệt, bởi vì bây giờ rõ ràng là họ đang trên cái đà hủy diệt hết cả những cái dân tộc nhỏ bên cạnh. Và cái mộng của ông Tập là muốn đồng hóa tất cả, chỉ còn là một dưới Hán hóa thôi, không có được một cái chủng tộc nào khác. Cho nên là dầu sao thì cái đạo luật này, cái quyết nghị này mới ra làm cho những người ta rất phấn khởi. Và đúng là sẽ có cái hy vọng duy trì được những cái dân tộc riêng như vậy, chứ để mà bị một ngày nào đó xóa hết dấu vết, không còn cái gì hết thưa quý vị. Nếu mà cứ theo cái đà này mà Trung Quốc cứ tự do làm, mà cả thế giới cũng cứ vì thờ ơ, vì lãnh đạm, mà cuối cùng thì có những dân tộc bị xóa sổ thưa quý vị. Vâng, thì quý vị là chúng ta cũng biết rằng là cái người Duy Ngô Nhĩ là cái tộc người, cái xuất xứ điểm của họ là người Turk, theo đạo Hồi.
Đúng rồi. Và họ đã chiếm khoảng là 45% cái dân số của cái khu vực ở Tân Cương, thưa quý vị, là khoảng 45, một nửa dân số ở khu vực này. Và 40% còn lại thì là người Hán. Cái này nó không khác gì cái vấn đề ở Miến Điện mà liên quan tới cái người Rohingya, thưa quý vị. Bởi vì người Rohingya cũng là người theo đạo Hồi. Người theo đạo Hồi mà sống trong cái lãnh địa mà bao bọc chung quanh là hầu hết cái phần còn lại là những người theo đạo Phật giáo. Thì cái sự mà khác biệt về tôn giáo, về chủng tộc nó đã cũng gây nên những cái sự mà xung đột qua lại giữa đôi bên. Và kể từ đó nó dẫn tới cái việc là chính quyền Miến Điện đã ra một cái sắc lệnh là rửa sạch sắc tộc. Và đã tìm cách là đàn áp những cái người rất là tàn bạo, cái cộng đồng người mà Rohingya, để khiến cho là gần 1 triệu người Rohingya đã phải bỏ chạy khỏi quê hương của họ để đến lánh nạn ở cái biên giới của Bangladesh, và biến khu vực này tại Bangladesh trở thành một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới. Thì vấn đề ở đây của người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương không có gì khác biệt cả. Họ chỉ chiếm 0.5% và một nửa còn lại là tộc người Hán. Và vì thế, thưa quý vị, là vào năm 1949, sau khi mà Trung Cộng đã tái lập cái quyền kiểm soát đó, thì họ lúc đó thì họ đánh bại cái khu, cái lãnh địa, cái người đứng đầu của cái nhóm người mà người Hồi giáo, người Turk đạo Hồi này, tức là người Duy Ngô Nhĩ hiện nay đó, thưa quý vị. Và từ đó thì đã có cái sự di cư quy mô rất lớn của người Hán vô cái lãnh địa của người Duy Ngô Nhĩ và tràn vào để mà gọi là nó đồng làm cho đó, cái đồng hóa đó, và để cho tộc người này ngày một thu hẹp lại. Và cho đến giờ đây, khi mà nó thu hẹp lại chưa đủ thì chính quyền Trung Cộng là gọi là nó đưa ra một cái cuộc mà tàn sát mà nó mạnh hơn và nhanh hơn đó, và speed up, tức là họ tìm cách là tống hết vô trong các cái trại mà gọi là trại cải tạo tư tưởng, và tìm cách là tẩy não trẻ em và làm cho những người lớn bị tâm thần hoặc là không sanh nở được nữa. Đây là một hình thức diệt chủng, thưa quý vị.